Hiện Ben xin chào quý ông bà cô chú buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh. Bây giờ thì vợ chồng Hiện Tiên cùng với là anh em ở mộ sẽ bắt đầu là lau mộ cho chú, cũng như là lau đèn đồ châm dầu trước khi ra về cô chú anh chị ha. Hiện tại thì trời là đang gió rồi nè cô chú anh chị, rất là nhiều nha. Đó, trời thì và đang rất là nhiều gió của chú anh chị, lúc nãy là mưa luôn á, nhưng mà bây giờ là tạm ngưng mưa rồi, nhưng mà thấy nghe ổng hì dữ lắm, chắc là chiều nay sẽ mưa đó cô chú anh chị. Trời ơi, chẳng lẽ đây là sự thật? Bữa nay là ai lau mộ đầu tiên là phải lau luôn cái chung đèn sen của chú nha. Đúng rồi, nước nè. Quá trời rồi. Ý là bữa nay nước nhiều rồi đó. Nay nước nhiều rồi bụi ơi. Rửa chung luôn rồi đó. Em là chiều là đèn em mới lại tới cái mộ lau mộ rồi, bữa nay cho anh miếng dầu như đó đó, hết hết dưới rồi đó, rồi mai đêm chiều nay đủ lau không anh? Hả? Theo thông tin của bộ thời tiết thì chiều nay khả năng là sẽ đủ lau. Trời ơi, theo thông tin của bộ thời tiết thì có hai miếng phải lấy thêm. Rồi, tại bữa nay không biết sao mà dạo này hơi hao chút xíu, nó đóng khối, mấy cái cục khang nó ra quá trời, đúng không ếch? Đúng không anh ếch? Anh có cảm gì gì khi mà một ngày ở mộ của chú chiều lau mộ về anh 15 ếch? Một ngày của chú ở mộ chú thiệt là nhanh. Thật là nhanh. Rồi còn gì nữa không anh? Quay mấy 3 clip hết ngày. Khi mà anh đón khán giả về thì anh có cảm giác gì lúc đó? Khán giả nằm ngồi. Tôi đang hỏi anh có cảm giác gì mà. Tôi hả? Tôi thì có cảm giác bồi ngồi. Hiện tại thì chiều nay là chuẩn bị là sắp có cái trận mưa rất là lớn. Ở mộ của chú thì lúc này là anh có cảm thấy như thế nào? Cảm thấy mát lạnh. Mát lạnh hả? Đúng rồi. Ủa sao tới hai chai dầu với ta? Phải không? Cũng chung một tiểu đề mà hai cái khác nhau. Cũng chung một tiểu đề mà cái thanh leo có cô Sáu, cái thanh leo thì không có. Cho em mượn cái hộp quạt. Anh lớn ơi, anh cắt hộ khẩu rồi đó luôn rồi phải không? Anh định ha. Má này có nghe thông tin gì chưa? Nhà nấu vàng là xuống nhà chị Hồng Loan hỗ trợ dưới rồi đó. Bữa nay là anh nấu vàng ở dưới chị Hồng Loan không? Rồi còn học bẹt ta. Hả? Đây nè anh. Đó, mới nói anh lớn, cái anh lớn lại liền, thấy không? Anh nói vậy nè, anh ở đằng đó là tại vì sau khi mà lau dầu rồi thì lại đằng đó, đó là cái tay nó sẽ dính dầu lau lên chứ mộ chứ. Lau đây xong cái là đã mất lau thìm tắm nữa. Dạ. Rồi mới vô lau mộ. Thì em thì cũng vậy thôi. Bởi vì ai xin ký máy? Anh Nam. Chị là anh nặng rồi á. Thì gì? Anh có nổi ký à? Hồi xưa anh ký máy hả? Xin nô hả?
gì anh em nhớ là cũng nặng lắm mà đi. Chứ phải. Nặng gì? Anh là sanh ở chuyện buồn của anh. Anh làm gì em biết số ký của anh? Chứ em được. Làm gì em biết số ký của em? Ta nói là anh được sanh ở ở đồng xăng banh. Ở giữa đồng đẻ đi không kịp. Trời ơi, luôn hả? Còn còn em á thì mẹ em cũng đẻ không kịp nên đẻ nhà luôn. Chưa kịp đi là đẻ nhà rồi. Đặc biệt là gia đình anh em là đẻ nhà nha. Có có bà mụ đỡ. À, bà bác ba với là bà ba. Xung xin chúc mừng anh được đẻ ở nhà. Ơi mà tính ra hồi xưa mình đẻ ở nhà, nhiều. Còn là mấy bà mụ đẻ không à? Thì đó vậy mấy bà mụ đẻ, mấy bà mụ là rước bà mụ là đỡ. Đỡ đẻ. Trời ơi. Hồi xưa em cũng vậy nên đâu có được chích cái mũi mà trái gạ gì trái gì đó. Mà bàn việc đẻ. Mà mới là ba người này là đẻ nhà không rồi đó. Em đẻ đâu hả? Đẻ bệnh viện ở nhà. Đẻ đâu em không biết luôn. Đại quan. Ha lụm về đó. Gia đình anh cũng đẻ nhà không, mẹ anh đẻ nhà không. Anh thứ hai của em chứ em mốt của em á, hai gương mặt giống nhau lắm mà sao em nói khác không biết, người đó mẹ lụm ở đâu. Chiều nay mưa mưa không biết có nên hấp đèn cho chú đốt không, thấy trời mưa quá. Chắc ngưng quá anh Ngọc. Ha. Tại em nghi chắc trời bữa nay chắc mưa quá. Còn ai nhanh tay nhanh anh Ngọc từ từ nha. Hai cái đèn của cậu. Hai cái ống khói đó đèn có bán thôi nha. Không biết là chạy kịp mưa hay không nè. Chị Bích có đem áo mưa hay không? Nhanh tay lên đi bạn ơi. Nhanh tay lên nào. Em là Hiện Tiên. Em là Thiện Tiên ghê lắm. Em tên là Tiên. Bữa nay anh Ngọc tép từ sáng tới ổ là từ sáng tới chiều hết đi luôn. Để em gửi cho anh đội Zalo bút siêu máy anh. Rồi gửi đây. Tới em gửi Zalo cho anh nè. Xong gửi chiều ghép lại luôn ăn luôn. Hả? Đá dài mà phải không anh? Sao qua không trả cho ta đăng luôn trời. Không để bữa nay đăng cái hết. Trời ơi qua mẹ nó hết gì nữa. Nó ngủ vậy. Ta lấy ta xài luôn rồi giờ mới đưa gieo cho ta đăng. Anh Nam nói chiều nay Bùi Hải giấy lâu. Bữa nay chú Tiểu Khang để ý Bùi Hải rồi đó. Chú xin chú hỏi trợ duyên hả? Để con đi chiến cậu ơi. Bất ngờ Bùi Hải chiều nay khóc. Bất ngờ chiều nay Bùi Hải xúc động. Xúc động. Có ai thấy ca sĩ Hục Oanh của tôi không đúng không?
bây giờ thì anh em mình đúng không ta? Đúng. Sao mấy hôm nay chịu cái lại nhức đầu, giờ muốn nhức đầu hết ta? Kì vậy? Sao kì vậy? Nam mô Di Đà Phật, hôm nay là ngày Sao nè. Rồi buổi chiều là bây giờ là mấy anh em là đi hấp hương ha. Cho khi mà Tiên kết thúc clip là cũng phải đi hấp hương cho cô chú xung quanh, cô chú anh chị. Trạng nguyên của chị Hồng Ngọc. Rồi đến đây thì 16 đó, cô chú anh chị buổi chiều ha. Bây giờ là trời đang chuyển mưa hì hì luôn á. Buổi chiều nay là không dám hạ những cái ngọn nến sáp luôn cho chú nè, để sợ chút nữa nằm mưa. Đúng rồi. Rồi mình khó lau đồ nữa nên là để chừng nào mà không mưa thì mình để vô, còn nếu mà mưa thì thôi. Chưa để mưa đâu có đốt được đâu cô chú anh chị đó. Rồi thôi, tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành nha. Rồi bữa nay anh lớn ảnh ba lai cam. Bữa nay Tiên cũng ba lai cam thử giống anh lớn nè. Ở trên em nhìn xuống chút em vô video lại xem nhìn đẹp lắm. Đẹp lắm hả? Ồ, bữa nay em thử ba lai cam giống anh lớn rồi sao nè. Bữa nay em thử bay cái cam mình bay lùng hơn ta chút mà kệ đi. Của em với anh chiến đấu nè anh Minh. Của em sâu lợn của anh dài lắm. Nhưng mà của em nó bự hơn của anh nha. Anh chưa có sâu ra nữa đó. Ý là bự với em đâu nó dài. Mà anh ra hâu ra gì nữa. Từ ở trên mình xuống đẹp lắm. Thấy chưa? Từ trên mình xuống thấy đẹp lắm. Con thấy không chứ gì mình không thấy rồi. Thấy chút xíu rồi. Chút xíu dòm lại thì thấy. Em thấy nó quằn dữ lắm rồi đó anh Minh ơi. Video thì thấy à. Ủa anh chưa ra hết mà đúng không? Thấy ông trời, ông thấy không? Ông trời, ông bà. Ủa rồi chú anh chị ơi, like cam lần đầu tiên Hiền Tiên like tại mộ chú Vũ Linh nha. Lần đầu tiên em nó làm chuyện ấy. Rồi, điện thoại đi không? Rồi bây giờ thôi bữa nay khỏi. Rồi, tới đây thì Hiền Tiên xin kết thúc video nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có buổi tối tốt lành. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Hiền Tiên cũng như là like nha cô chú anh chị. Không biết nữa anh.